hãy cùng chào đón 7 thí sinh tươi trẻ của Bước Nhảy Ngàn Cân. Hot Girl với nụ cười tỏa nắng, Tô Tố, Soái Ca Tương Lai, Lộc Vương, nhà thiết kế quyến rũ Nga Nguyễn, cựu vận động viên judo Ngọc Khánh, cô giáo mạnh mẽ Mai Trang, nam thần dance world Thái Sơn, ca sĩ Ngàn Cân Xuân Lộc. Đó chính là 7 thí sinh tươi trẻ của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân mùa 2. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thần.